Rồi mình xức lên giùm cho em. Thì cái chai trong đây nó màu đen quý vị nha. Em đang sử dụng chai này. Đó, màu đen. Và tính chất là than tre cũng như là bùng núi lửa như gì nha, than tre và bùng núi lửa. Mình xức lên giùm cho em, mình xức lên tay giùm cho em, mình xoa đều để chừng 15-20 phút. 15-20 phút riêng em không có thời gian thì em sẽ, đây, hai tay hiện tại đang bằng nhau gì nha, hai tay bằng nhau. Và bây giờ em sẽ test thử cho gì coi, cái tạc dùng của nó như gì nha. Đây là tắm trắng một bước nha cả nhà ơi, và cực kỳ hiệu quả, cực kỳ trắng luôn cả nhà ơi. Tắm trắng một bước thôi, nghĩa là chúng ta sử dụng một bước thôi là sẽ có một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Để chừng 15 phút, chừng 15 thì những cái tinh chất than tre sẽ thẩm thấu sâu vào làn da chúng ta và làm da ta bật tông và trắng sáng cực kỳ luôn. Và một điều đặc biệt là quý vị yên tâm, ở bên đây có giấy công nhận, giấy nè, nè đó, giấy Bộ Y tế rồi nè. Đây, giấy của Sở Y tế nhau gì nha, nếu mà phát hiện trong đây có chì nè, chất mà làm hại da nè, là bên công ty bên em sẽ điền quý vị 100 triệu liền nha mọi người nha, 100 triệu liền, 100 triệu Sở Y tế đâu, giám đốc đâu. Rồi chưa, đẹp không? Đây, hai tay hiện tại nó đen như nhau đây, mình tẩy nó giùm cho em. Dạ 490k, ok chị Như Ý Nguyễn một chai luôn nè. Rồi chị em nào mua để số điện thoại chị Lâm mình lấy cái gì mình kỳ nha. Dạ. Bây giờ là cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại nha. Rồi. Một... Quý vị ơi, đây một trời một vật, một màu đen đen, trắng thêm vàng vàng, mình kỳ để giùm cho Lâm những gì nha, mình kỳ để giùm cho Lâm. Bởi những cái này nó hơi đen đen, nó bám vô cái móng tay chúng ta những gì nha. Cực kỳ trắng luôn. Cực kỳ trắng luôn gì, thấy rõ không, thấy rõ không, thấy rõ không, thấy rõ. Đây là tắm trắng một bước và không hề ăn nắng nha chị Nguyễn Tình ơi. Bây chị Mai Trang ơi, 490k một chai cho chị nha. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha cả nhà. Dạ, sản phẩm của Hàn Quốc như vậy nha. Chính vậy nó có giá hơi cao một xíu, hơn hàng Việt Nam của chúng ta như vậy nha. Mọi người mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em, nhanh tay lẹ chân, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả đây. Quý vị coi, bàn tay em xòe ra như hoa vàng năm cánh, cánh hoa vàng ống anh, bàn tay trắng nõn là như một con gà móng đỏ luôn. Đúng rồi chị Phương Nguyên ơi, trắng bật tông liền nó thì luôn. Đây là sản phẩm Hàn Quốc nha cả nhà ơi. Đây là có giấy công nhận và công bố sản phẩm luôn. Ê, ê anh Kỳ hơi mạnh, nó hơi đỏ nè. Quý vị ơi, cười nhẹ, kỳ nhẹ nhẹ giùm cho em những gì nha, kỳ nhẹ nhẹ thôi. Chị Thêm Như ơi, để lại số điện thoại giùm em. Dạ 490.000 những gì nha, sản phẩm skin đây. Trời con nó trắng quá nè mẹ má ơi. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em. Cái sản phẩm này em like một lần rồi giống gì nha đây. Quý vị coi hai bàn tay nó khác biệt rõ ràng quý vị. Nhưng mà cái em thì hơi đỏ đây. Quá trời luôn. Ok, cả nhà muốn tư vấn đây là số điện thoại giùm em. Ok chị Trinh Huỳnh, ok chị Trúc Lê Phương. Hoặc là ai cũng làm chi nhánh, ai cũng làm chi nhánh thì liên hệ em Tăng Thiên Kim 15 trời. Dạ ok chị Thắm Mai, cả nhà ơi đây là cái sản phẩm Hàn Quốc. Ok chị Nguyễn Kim Dung một combo luôn. Cả nhà ơi mình mua 3 chai sẽ được tặng một chai cho cả nhà ơi. Ôi quá trời luôn cả mua ba chai, mua ba chai sẽ tặng một chai, nhanh tay lẹ chân mua giùm cho em ba chai để dành cái gì ơi. Nhanh cơ hội ngày hôm nay có ba chai nha. Cả nhà ơi, cái chai nó lớn như thế này thì mình sử dụng chắc cũng phải được 2 tháng nha mấy chị nha, nếu như ngày nào cũng sử dụng nha cả nhà ơi. Là cái chai nó bự chà bá lửa như thế này là sản phẩm mà là hơi đen này, hơi đen em kỳ ra xíu, em kỳ ra xíu. Cực kỳ trắng luôn. Dạ đây là tắm trắng than tre nha mấy chị nha. Ok chị Kim Ngọc đây, tắm trắng than tre bằng bùn núi lửa gì nha. Skin Asia là đây, Body Skin là cái dòng chữ Hàn Quốc như vậy nha. Trắng một lần sau khi sử dụng, chị em nào mua thì bây giờ để sử dụng giùm cho em như vậy nha. Và cái hộp nó cực kỳ đẹp như thế này là cái dạ, này cái dòng thương hiệu lớn như vậy nha chị, đây. Chị Huyền ơi, 490k một chai cho chị nha. Rồi chị em nào mua thì nhanh tay lẹ chân để số điện thoại giùm cho em. Bao trắng mà bao xài chú vị luôn, bao trắng bao xài. Nếu như mà nó trắng xong rồi chị em mình tắm thêm cái bước là một lần giùm cho em. Thì cái chai này tắm hàng ngày như vậy nha, cái tinh chất đây tắm hàng ngày. Đây là cái chai kích trắng, đây có nghĩa là sau khi chúng ta tắm trắng này xong rồi thì da chúng ta sẽ trắng lên. Thì đó, cắt này quan bên, cắt này vô tủ, cắt này vô tủ nha. Dạ, rồi, rồi cả nhà mình cứ đặt hàng đi cả nhà ơi, chút xíu nữa là chị bên đây sẽ điện thoại chị Tăng Thiên Kim điện thoại tư vấn cho mình nha. Đúng rồi, chị em là mua để số điện thoại giùm cho em gì nha, và mình xịt cái này lên và tắm trắng một lần. Cái này là tắm trắng hàng ngày gì nha, thay thế sữa tắm cũng là kích trắng luôn. Là cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả cho chị, và chai này hiện tại bán là 490.000 luôn. Chị em là mua bên đồng giá là banh giặt ngày hôm nay, đồng giá là banh giặt ngày hôm nay đây. Cái này dạng dạng như sữa tắm kích trắng như gì nha, sữa tắm kích trắng. Dạ cả nhà những chị nào mà muốn mà cái làn da của mình là thêm mịn nữa nha mấy chị nha, mà sáng nhiều hơn nữa, thì cả nhà kết hợp chung với lại sữa tắm trắng hàng ngày giúp em nha. Là cái sữa này quý vị thấy không, những cái tinh chất trong đây những chị nha, đây tinh chất trong đây những cái hộp hộp như thế này đây, những cái hộp hộp trong thế này nó sẽ massage làn da chúng ta, làm cho da chúng ta bật tông cực kỳ gì nha. Đây là cái chiếc chất xuất từ kiwi, trái kiwi là cái hộp, là cái hộp kiwi đã đã. Chị Ngọc Nhung ơi, không hề bị hồi da nha chị nha. Trời ơi chị ơi, cao cấp nha chị ơi. Có nghĩa là chị xài cái này xong mình hàng ngày chị xài giùm cho em là nó không hồi da nha chị nha. Nếu như mọi người xài tắm trắng xong rồi mà mọi người không sử dụng cái này hàng ngày thì chắc chắn sẽ bị hồi da lại. Nhưng chúng ta sử dụng cái này hàng ngày thì mọi người ơi, nó sẽ không bao giờ hồi da lại các bạn. Bây giờ chị em nào mua thì nhanh to lẹ chân đẩy xuống thầu giùm cho bên em, thì bên em sẽ alo cũng như tư vấn như vậy chị. Rồi
test này luôn. Đây là sữa tắm trắng 2 ngày nha chị nha, cũng giá với giá là 490k luôn. Là đây là có 2 sản phẩm. Ok chị Mai Phương, để lại số điện thoại giùm em. Những chị nào mà để lại số điện thoại giùm em hồi nãy rồi là chút xíu nữa chị Tăng Thiên Kim sẽ điện thoại tư vấn cho mình nha cả nhà. Cái sản phẩm này là tắm trắng hàng ngày, tắm và kích trắng hàng ngày nha chị nha. Okay. Cái bàn tay chúng ta sẽ trắng hơn và đẹp hơn, là mịn màng hơn. Và chị em ơi, những cái hộp trong đây chúng ta nhớ massage thật là kỹ nha. Bởi vì những cái hộp trong đây sẽ tinh chất sẽ làm thẩm thấu sâu vào làn da chúng ta, làm da chúng ta cực kỳ mịn màng và cực kỳ sáng mịn luôn. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em đi, đâu mà vội mà vàng dắt phải đáp mà té thấy bà nội luôn. Dạ cực kỳ thơm, đây là sữa tắm trắng hàng ngày nha cả nhà. Ơi, sữa tắm trắng. Trắng hàng ngày với chiết xuất từ trái kiwi nha quý vị nha. Kiwi thì những cái hộp kiwi đây sẽ massage làn da chúng ta, làm da chúng ta bạch tông cực kỳ và cực kỳ trắng sáng luôn. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em, nhanh tay lẹ chân. Dạ cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em, chị Tăng Thiên Kim ơi, chị comment em với mình lại lần nữa nha chị nha. Ok chị Thảo An Thành để lại số điện thoại giùm em, chị lấy một bộ luôn nè. Bây giờ là cả nhà mình mua ba loại sẽ được tặng một chai nha mấy chị nha. Rồi, ok chị lấy kiwi rồi. Luôn. Dạ tắm trắng không hề bị đen lại nha, da bảo lơi ơi. Bây giờ là để lại số điện thoại giùm em để đặt hàng nha cả nhà ơi. Đây là sản phẩm cao cấp, sản phẩm của Hàn Quốc nha cả nhà ơi. Đây chấm tăng chấm ai đó không thấy rõ rõ rõ. Ôi hai tay một trời một vực nha mấy chị nha. Có nghĩa là hai tay như này một trời một vực cho chị nha. Mà bây giờ Lâm sẽ tắm thử cái tay này cho chị coi. Chị em nào mà bị đen cỡ nào là cũng sử dụng được cho chị nha. Lâm là thuộc dạng da trắng. Nhưng mà không gì biết không, mà khi mà Lâm lai tắm trắng Lâm sợ lắm, không biết là da Lâm có bật tông hay không. Bởi vì rất là sợ luôn, mà không gì coi. Da đã trắng rồi nhưng mà khi mà Lâm làm như thế này nó cũng bật tông lên. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm chị em, nhanh tay lẹ chân để số điện thoại giùm em. Thì Lâm Salo cũng như là tư vấn cực kỳ nhiệt tình cho chị. Nếu chị em nào muốn làm chi nhánh làm đại lý thì liên hệ Tăng Thiên Kim giùm cho Lâm. Thì bên Tăng Thiên Kim Alo cũng như là tư vấn cực kỳ nhiệt tình chủ vị luôn. Nhanh tay lẹ chân. Cũng quay mặt không vậy? Ủa tao cũng bây giờ cũng quay mặt nó hay vậy? Mới mà. Dạ cả nhà ơi, dạ rất là hiệu quả luôn. Ok cả nhà mình đặt hàng cứ đưa là số điện thoại giùm em. Chị Loan Huỳnh ơi, là với giá là 490k một chai nha chị nha. Dạ bình thường chúng ta đã xài cái chai này thôi nó cũng trắng rồi nha quý vị nha. Nhưng mà ai mà đen quá thì sử dụng kết hợp cái bộ giùm cho Lâm luôn. Cái bộ là gồm than tre cũng như là bùn núi lửa của gì nha. Với những cái tiết chiết xuất trong đây sẽ làm trắng da, mịn màng da nha quý vị nha. Nhanh pa lẹ chân giùm cho em, mà bây giờ tắm khúc này cho gì coi nha. Đây, cái da em bây giờ nó bị đen nữa gì, nó bị đen rất là đen luôn. Và chúng ta xài tắm trắng lên là chắc chắn sẽ trắng như thế này. Chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em, thấy rõ không? Rõ. Rõ không? Dạ cả nhà ơi, ok chị Khánh Vân một bộ để lại số điện thoại giùm em. Chị Liên Ngọc ơi, để lại số điện thoại giùm em. Huỳnh Thiền Thảo ơi, để lại số điện thoại giùm em luôn nha. Rồi, chị em nào mua để số điện thoại giùm cho em. Sản phẩm là sản phẩm cao cấp như vậy nha. Quý vị nhìn cái chai nó thôi là biết sản phẩm cao cấp rồi. Đây cái thương hiệu rất là nổi tiếng Skin AEC như vậy nha. Rất là ok, thì chút nữa em sẽ like cái sản phẩm gọi là body ban đêm và body ban ngày. Chúng ta kết hợp nguyên một bộ sản phẩm như thế này được một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Và bên đây có tem chống hàng giả đầy đủ trơn trọi, chứ gì mọi người yên tâm giùm cho em như vậy nha. Chị Phương Vy ơi, chai trắng sau một lần sử dụng nha cả nhà ơi. Bây giờ là cả nhà mình đặt hàng đã lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Chị Tăng Thiên Kim ơi, comment lại em ghi lại lần nữa nha chị nha. Rồi Tăng Thiên Kim, bà Tăng Thiên Kim, bà Tăng Thiên Kim nè, rồi quay mặt giùm cho em luôn nè. Rồi bây giờ chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em, là cái chai này tắm một lần. Cả nhà mình muốn tư vấn về cái sản phẩm này thì để lại số điện thoại giùm em, đồng giá như nhau đều với giá là 490k nha cả nhà ơi. Mua 3 sản phẩm được tặng một sản phẩm nha mấy chị nha. Rõ không? Rõ. Rồi rõ, cái tay kia đen ghê. Dạ tắm là cực kỳ không vàng lông cũng không chăm chích nha. Không, không vàng lông, không ngứa, không chăm chích nha gì nha. Là cái chai bình thường màu đen như thế này. Là ai mà đen quá sử dụng cái chai này dùm cho Lâm là tắm một lần. Và sau khi mà da chúng ta mởn lên thì chúng ta sử dụng cái bộ này dùm cho Lâm. Nếu như ai mà không có điều kiện thì mình sử dụng một cái cũng được luôn. Còn nếu như ai mà muốn da mình trắng hơn, mịn màng hơn, chúng ta xài một combo dùm cho Lâm nha gì nha. Đó, cái này tùy người thôi, dù người thích xài cái này một lần cũng trắng rồi. Và ta nói ai muốn tắm mà kết hợp cái sản phẩm này là tắm hàng ngày, còn sao mà tắm một lần cho nên là trắng rồi. Ai mà muốn là lấy sỉ hay làm chi nhánh thì là inbox cho chị Tăng Thiên Kim giúp em nha. Rồi quý vị ơi, hai cái chai là một chai ban ngày và một chai ban đêm, quay mặt anh nha. Hai chai này, một chai ban ngày một chai ban đêm, với thiết kế cực kỳ đẹp cho mọi người luôn. Và một điều đặc biệt là khi ta sức lên nó không bết dính nè, nó không lộ vân kem nè, nó không có gì hết trơn hết trọi, mà xài rất là ok như chị nha. Và bây giờ Lâm sẽ xài thử gì cái chai ban ngày. Nếu như chị em nào mà tắm trắng xong thì ban ngày chúng ta đi làm việc đồ này nọ, ta sức lên một lớp dùm cho Lâm và thoa đều lên làn da chúng ta, lập tức làn da ta sáng sáng cực kỳ như chị nha. Nhanh tay lẹ chân dùm cho Lâm.